Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Zone Chacha TV. À mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, à nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta quay trở lại câu chuyện tiếp theo về siêu phương hàng. Và có một cái ý rất hay thế này. À, sáng nay thì tôi mới đọc được thôi. À, nhưng mà đúng là ý rất hay. Siêu uh, Phương Hằng thì nổi tiếng và được nhiều người dân thương, nhiều người dân mến, đó là điều mà không thể phủ nhận, đúng không ạ? Không thể phủ nhận. Và từ trước tới nay rồi, từ uh, cái hồi mà chúng ta thấy rằng là về đi làm từ thiện, rồi là rồi đi làm từ thiện rất là nhiều tiền, rồi các bác có thể thấy là là đợt đầu thì lúc nào cũng là vì dân vì chính nghĩa. Thế nhưng mà một bác bác kỹ nói comment trên kênh trên Trang TV hôm nay mà tôi cảm thấy đúng quá. Thật sự rất đúng Bác nghe nói một câu rằng là Chị Hằng chị bảo là chị thương người nghèo Chị thương người nghèo Thế mà tại sao chị đã đòi quất Một cái người mà nghèo nhất thế gian này Như vậy có phải là chị Nói không đi đôi với làm không Thế thì uh, Tôi cũng xin mạng phép chia sẻ với các bác Đầu tiên chúng ta thấy cái câu chuyện đó, đó là những việc mà Thương người nghèo Lúc nào chị bảo là tôi thương dân vì dân Và tôi rất là thương người nghèo À, vì thế mà chị đi làm từ thiện đúng không? nhưng mà ngoài ra thì chị cũng trưng ra rất nhiều điều là mình rất là giàu, ngoài à, rổ kim cương và rổ, kim cương là kính bằng cân bằng ký, rồi sổ đỏ thì các bác có thể thấy là để cả kho kiểu như thế. thế nhưng mà lúc nào cũng là thương người nghèo. thế nhưng mà trên đời này thì có ai nghèo hơn sư Minh Tuệ? trên đời này chẳng có ai nghèo nghèo hơn sư Minh Tuệ cả chúng ta dù là người nghèo nhất thì chăng nữa thì chúng ta ít nhất cũng phải sở hữu một vài cái, ví dụ như từ điện thoại quần áo cũng phải có ít nhất là người sống tối giản phải có bốn năm cái bốn năm cái áo bốn năm cái quần kiểu thế không phải có chỗ chui ra chui vào vậy thì tất cả những ai là người nghèo thì đi chăng nữa thì cũng cũng nghèo là cũng không thể nào nghèo hơn sư minh tuệ cả sư minh tuệ thì chả có cái gì ngoài ba bộ quần áo còn ba bộ quần áo thì tự may thế thì những cái mảnh vải ở à, rác ở ngoài đường ở nghĩa địa thì cũng chả có chỗ ngủ phải ngủ ở nghĩa trang nghĩa địa à, gốc cây đến đôi dép cũng chả có đi bằng chân đất à, rồi giặt được vừa hoặc là được tặng một cái lõi nổ tung điện và đó là tất cả những cái gì mà mà sư minh tuệ có thế thì còn ai nghèo hơn nữa vậy thì chị thương người nghèo mà tại sao lại không thương sư minh tuệ tại sao không thương một cái con người mà đi như vậy thế thì như tôi chia sẻ với các bác nhiều lần nhé khi chúng ta làm từ thiện khi chúng ta thương thì nó đều phải có cái cái gì đấy khi mà phải có cái gì đấy thì nó không còn là là đơn giản thuần túy nữa rồi nó không còn trong sáng vô tư nữa rồi tôi nhớ mãi như là có cái clip mà trong đó nói về siêu phương hàm thì có nói rằng là à, cái đợt đó thì cái đợt quay xe tẩy chay ấy người ta bảo là tẩy chay cái đại nam không đến nữa thì chị để nói rằng là là nhà chị thì có nhiều công ty và cái đại nam này sinh ra là chỉ để cho chơi cho vui thôi còn nếu cứ tẩy chay chị nó kia thì chị sẽ ngừng từ thiện ngừng từ thiện thế là không còn cái từ thiện nữa và cũng dừng luôn cái quỹ mổ tim thế lúc đó tôi mới bình phẩm một cái câu rằng là thế như vậy chị lấy cái từ thiện ra để mặc cả với mọi người chị là người từ thiện hay người dân mới là người từ thiện chị lấy quỹ từ thiện ra để mà cho người dân phải kính trọng và phải yêu quý và phải ca ngợi chị thì đấy là từ thiện có mục đích rồi đấy là từ thiện có động cơ rồi à, Chứ nếu mà không được ca ngợi, không được nói kia vân vân, thì chỉ không làm từ thiện nữa. Thế nhưng là từ thiện có điều kiện. Có điều kiện, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là từ thiện có điều kiện, thì từ thiện nó không còn trong sáng nữa. Nó không còn xuất phát là từ cái trái tim của mình nữa. Mà trái tim là gì? Trái tim tên gọi là tâm. ra Từ tâm, ấy, từ trái tim. Ấy. Thì lúc này là từ thiện nó không còn một cái trong sáng nào nữa rồi. Và từ thiện lúc này đã mang cái màu sắc động cơ, mang màu sắc vũ lợi lợi ở đây nhiều khi không phải là tiền mà lợi ở đây là xin thưa lá quát rằng là có những cái hình ảnh đó vân vân cũng giống như rằng là người ta xây dựng cái hình ảnh của mình là một người đẹp đẽ và muốn mọi người phải ca ngợi như thế thì người ta mới làm từ thiện còn nhiều người đi làm từ thiện thì có nhiều người người ta làm nhiều hơn chị chứ tôi biết đợt vừa rồi đếm được không dưới 10 người là từ thiện nhiều hơn chị hàng nhiều nhưng một cái tên cũng không có ngay cả trên bảng sau kê cũng không có luôn họ làm là bởi vì cái tâm của mình họ làm mà không cũng không, không muốn ai biết cả họ cũng chả huy động được ai cả hoặc là cùng lắm là chỉ là bạn bè nhóm chơi với nhau thôi và thật sự đó là cái từ thiện từ trái tim bởi vì là khi họ làm Hoặc lên một chương trình một từ thiện nào đó thì họ hoàn toàn không có một kế hoạch vụ lợi nào cả không có một cái điều kiện nào cả để mà xây dựng hình ảnh cá nhân cho nên ấy, nhiều khi người nghèo chúng ta ấy, là có một cái giá trị đó là giá trị để chúng ta làm cho họ cảm thấy sung sướng vui vẻ và hạnh phúc hơn khi mà đấy khi mà họ mang những cái từ thiện đến cho mọi người. Cho nên từ thiện đến nó không phải từ trái tim, không phải từ cái tâm của mình. Đó. Cho nên cái câu chuyện về chị Hằng á, thì tại sao? À. Thế nên nếu mà chị vì người nghèo, vì Phật Pháp, đúng không? Thì một sư minh tuệ phải là một cái người mà chỉ phải ca ngợi chứ. Đúng không? Vừa là cái người nghèo nhất trên thế gian này chị đang vì người nghèo thì rõ ràng là sư minh tuệ là người nghèo nhất thì chị cũng phải vì sư minh tuệ chứ đúng không nhưng đây không 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 vì thế mà đòi là quất sư minh tuệ gọi là quất cho tới bến luôn mà quất ai thì không trượt phát nào cả thế thì bởi vì là sư minh tuệ có cái mà chị không có có cái mà chị khao khát khao khát mãi mà không có được đó chính là sư minh tuệ có thứ nhất là có số lượng người hâm mộ là đông hơn chị thứ hai nữa đa phần những cái người hâm mộ sư Minh Tuệ và là idol sư Minh Tuệ là những người mà thật sự là họ hướng Phật là tâm họ tử tế, tức là cái số lượng fan của sư Minh Tuệ là những người đa phần là người tốt và cái thứ ba nữa là người ta kính trọng sư Minh Tuệ một cách rất là thật tâm. Đến ngay cả cả sư Minh Tuệ không còn ở cái cốc của mình ở gia lai nữa, mà rất nhiều người bây giờ vẫn đến cái cốc đó chỉ để đơn giản là quỳ lạy và hướng Phật theo những cái điều đó. Đó là những cái điều mà chị không có được và cái gì không có được thì là do chị khao khát Chị khao khát cho nên không có được Và cuối cùng là không có được thì cái sân hận nó nổi lên Sân hận nó nổi lên và Người khác có thể rằng là Khoai cái nọ khoai cái kia Nhưng mà chị thì ngoài tiền ra thì chị Với từ thiện ra thì chị chả biết khoai cái gì Trình độ, tri thức vân vân các thứ nữa Và nếu mà để bóc ra thì còn nhiều cái để bóc lắm kể cả mấy cái bảng giáo sư danh dự hay vân vân gì đó nó bóc ra thì cũng dễ lắm Ê, nhưng mà thôi đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy cho nên cái câu cái 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 cái, cái câu câu chữ ấy, mà người ta mà một bác bác cái comment trên kênh trang trang tv á là hô thì là vừa vì, vì người nghèo vì nhân dân vậy mà tại sao người nghèo nhất trên đời là sư minh tuệ lại không vì cái đó mà đòi quất thì rõ ràng nó đã mang cái tính chéo ngay trong đó rồi còn xin thưa với các bác rằng là chúng ta thì chúng ta không có một cái điều là chúng ta chỉ hâm mộ những cái gì hâm mộ đó là thuộc lĩnh vực về đạo đức đạo lý chứ không phải là chúng ta hâm mộ cái gì đó là vì 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 đồng tiền vì được cho cái nọ cho cái kia trên kênh trang trang tv thì trả vì cho cái gì thay đổi cái tôn chỉ cả bạn chỉ cố gắng để làm thế nào để truyền đạt tới các bác cái tinh thần tốt đẹp nhất thôi và tôi thấy nhà sư minh tuệ đã lan tỏa cái điều đó tốt nhất sư minh tuệ thì luôn luôn khuyên mọi người rằng là chỉ một câu nói thôi trong mọi cái tình huống thì đều nói rằng là khuyên mọi người giữ giới ở nhà thì giữ năm giới đã không sát sinh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu bia say thế là sư minh tuệ đã đưa những mình những điều tốt đẹp nhất một xã hội mà chỉ cần giữ được khoảng 70% người giữ được năm cái giới này là xã hội nào đó là tốt đẹp lắm rồi Chả có, có cả đó cho nên đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng này Sư minh tuệ liên tục đi như thế hay tu thế nào hay thiền thế nào thì vân vân đều chỉ là cái để mà giữ giới à, đúng không ạ cho nên là lan tỏa những cái điều tốt đẹp mà thật sự của các bác rằng là mình mình cố gắng mình cũng cố gắng để mình lan tỏa những điều tốt đẹp đấy nhưng mà mình không làm nổi nhưng mà có nhiều người cùng làm như sư minh tuệ thì thật sự đó là cái điều mà chúng ta mong muốn chứ chúng ta kỳ vọng chứ cho nên ấy cái việc sư minh tuệ không xuất hiện nữa ấy, thì tôi cho rằng đấy cái điều đáng tiếc của Việt Nam thì đáng nhẽ phải có một cái gì đó để mà đưa sự minh tuệ trở lại để cho mọi người nhìn thấy rằng là đấy là một cái tấm gương sáng trong một cái xã hội mà chỉ hằng hay mọi người hay các đại gia là suốt ngày chỉ có khoe tiền khoe siêu xe khoe kim cương để cho mọi người hâm mộ đúng không thật sự là họ khoe để cho mọi người hâm mộ đấy khoe rằng là tôi có cái nọ tôi có cái kia thế mà hâm mộ đấy nhưng đây thì sư minh tuệ chả khoe cái gì khoe cái nồi cơm điện khoe cái tấm áo y rách được vá chằng chịt Nên cũng chả muốn mọi người hâm mộ mọi người tự hâm mộ cho nên đó là hai cái thái cực đối ngược đối ngợp nhau và rõ ràng trong câu chuyện này thì phật pháp vô viên màu nhiệm và người ta vẫn đa phần người ta hướng phật là vì như thế bởi vì tận trong tâm can mỗi người đều nhận ra rằng là đấy là những điều đúng đắn và cả cuộc đời chúng ta đi bon chen thì thì chúng ta đâu có được phút giây nào bình an đâu chỉ có gặp sư minh tuệ chúng ta mới cảm thấy rằng là có được cái sự bình an và nhiều khi người ta gọi đấy là cái sự nhiệm màu của Đức Phật à, cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành